Xin chào tất cả các bạn, chúng ta đang được theo dõi những hình ảnh trực tiếp được phát từ khu vực sảnh chờ Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc số 1B Ít Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và các bạn có thể quan sát thấy rằng là không gian ở đây thì chúng tôi sắp xếp một cách rất là sang trọng cũng như là chỉn chu. Và mỗi khách hàng khi mà đến với Thu Cúc thì đều sẽ phải thực hiện theo cái tiêu chuẩn chuẩn 5K của Bộ Y tế để đảm bảo cho những khách hàng khi mà đến với chúng tôi thực hiện dịch vụ thì đều sẽ có một cái không gian làm đẹp thật là an toàn cũng như là sạch khuẩn nhé. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau tiến vào khu vực phòng thăm khám và tư vấn xem là ngày hôm nay thì khách hàng đến với Thu Cúc làm gì nhé. Dạ vâng, em xin phép một xíu ạ. Đây thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nhé. Đây, khách hàng ngày hôm nay của chúng tôi thì đang được thăm khám mũi các bạn nhé. Nên mình sẽ cùng nhau tiến lại xem là cái tình trạng mũi của khách hàng như thế nào nhé. Đó. Không biết là ngày hôm nay thì cái tình trạng mũi của khách hàng như thế nào thì mình có thể chia sẻ được không ạ? Về cái tình trạng của khách hàng ngày hôm nay thì đã là sau 10 ngày đến với Thu Cúc và thực hiện xong dịch vụ. Thì với dòng mũi hiện tại bây giờ thì em có thể nhìn thấy được rằng là vẫn còn hơi nền một chút. Nhưng mới chỉ 10 ngày như thế, cái tình trạng này hiện tại đang hồi phục rất là tốt. Rồi chúng ta đã tái khám và đã ngày hôm nay bạn có thể cắt chỉ xong luôn. Dạ vâng, sau 10 ngày nhưng mà em thấy là dáng mũi của khách hàng cũng vào form và dáng khá là đẹp rồi, chỉ hơi nền nền một xíu thôi đúng không ạ? Để các bạn biết là cái tình trạng trước phẫu thuật của khách hàng như thế nào ạ? Về tình trạng trước đây của bạn thì chúng ta có thể quan sát ở trên hình ảnh. Và trên tay tôi đây là hình ảnh của bạn ấy trước đây, cách đây 10 ngày. Thì các bạn có thể thấy rõ ràng được rằng bạn có chia sẻ là bạn đã từng thực hiện dịch vụ nâng mũi ở một cơ sở khác. Và cái nhược điểm mà bạn ấy không ưng ý cũng như là như các bác sĩ của chúng tôi đang nhìn thấy, đó là với cái dáng mũi trước đây thì về đợt phía đầu mũi thì các bạn có thể thấy rõ hơn được rằng là có vẻ là đã bị bóng đỏ và lộ chất liệu. Đó, về góc mũi thì về phần sống mũi thì chưa được cao, cũng là có phần nếp gấp ở phía góc mũi cuối đấy ạ. Đây, như này chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Và một cái tiếp theo đó nữa là chúng ta có thể thấy được rằng là gồ trên phía sống mũi. Đó. Và một nhược điểm nữa đó là về chúng ta nhìn rõ được không ạ? Về phần vách ngăn giữa hai lỗ mũi thì chúng ta thấy được là hai lỗ mũi thì không cân xứng nhau cũng như là nó bị lệch, hai bên nó bị lệch nhau. Và chúng tôi đã can thiệp bằng cách là nâng mũi cấu trúc cho bạn ý. Để can thiệp vào phần thứ nhất, chúng tôi sẽ làm cấu trúc để can thiệp vào phần sống mũi của bạn ý sẽ được cao tây tự nhiên hơn, cũng như là giải quyết được cái vấn đề đó là gồ. Đó. Và làm sao căn chỉnh cho hai cái phần vách ngăn được cân đối nhau và phù hợp với khuôn mặt nhất. Dạ vâng, sau 10 ngày thì không biết là mũi khách hàng đã ổn định hay chưa ạ? Hiện tại sau 10 ngày thì mũi của bạn ấy đã phục hồi rất là tốt. Dạ vâng, mình có cần cái lưu ý gì trong khoảng thời gian tiếp theo nữa không ạ? Khoảng thời gian tiếp theo thì bạn em không bị cận, có bị cận không? Em có ạ. Thì mình hạn chế đeo kính cho anh nhé. Vâng. Hạn chế đeo kính và cũng là khi ngủ thì mình tránh nằm nghiêng. Ừ. Mình hạn chế một cách tối đa nhất. Đấy, nhưng mà khi ngủ là khách lúc thoải mái nhất. Nhưng mà mình phải để ý cho anh một vấn đề như thế. Về chế độ ăn kiêng thì mình vẫn thực hiện chế độ ăn kiêng thì chắc bạn không gặp vấn đề gì khó khăn đúng không? Dạ vâng ạ. Và với dáng mũi như bây giờ thì đã cao tây rất là đẹp rồi, đầu mũi rất là bay. Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta đã được theo dõi cái kết quả tái khám sau 10 ngày cắt chỉ của khách hàng của chúng tôi, và có thể thấy rằng là mới 10 ngày thôi nhưng mà mũi của khách hàng đã lên form và lên dáng rất là đẹp, thì chứng tỏ một cái điều là cái thời gian hồi phục rất là nhanh đúng không nào? Và nếu như mà khách hàng nào mà chúng ta cũng mong muốn rằng là sẽ có một chiếc mũi thật là đẹp để đón Tết thì mình hãy nhanh chân đến các hệ thống thẩm mỹ Thu Cúc để được các bác sĩ tư vấn nhé. Hotline 1900 1920 để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại.